Wi-Fi Kiwa EX51T20 tổng thể ngoại quan máy đã hoàn thiện nè ha. Ồ, quá đẹp. Thì điều hành là Fanuc 21M BT40, mã trục chính là 6000. Máy này chắc có 20 dao rồi. Thể ngoại quan rất là ok ha. Rồi mình hướng dẫn sơ cơ bản về cách sử dụng máy này ha. Đây là màn hình kèm với các phím mềm nha. Còn đây là các phím chữ và số kết hợp với lại post này, position ha. Hiển thị tọa độ, thì trong tọa độ đó có ba tọa độ ABS, RDT là tọa độ tương đối. Rồi O ha là tọa độ hỗ trợ tổng. Rồi RO game, đây RO game ha. Rồi với cái bên là đĩa, đĩa là list chương trình ha. Mình đang để ở chế độ edit ha. Chế độ edit thì ra nó ra rồi game nó có ra list chương trình ha. Rồi đây là offset, muốn xếp dao thì mình vào offset đây. Thì offset đây là H ha, có thể H và D. Nếu như mình đã xài H thì mình không xài D nha. Mình đã xài H1 thì có thể mình xài D21 thì chẳng hạn ha, xài chung không được. Còn cái này là warp, offset G54 cho tới G59 nằm ở đây. Rồi, còn đây là system là ba ra máy à, không ha. Còn là custom không có gì hết ha. Còn các phím alert, insert, delete thì nó sử dụng trong chương trình ha. Còn bên đây chức năng edit đây ha, auto thì remote là chạy DNC ha. Rồi handle thì mấy cái chức năng này đều hoạt động ok ha. Cái này lưu ý là khi thay dao mình có G30, G91, G30, Z0 cái thay dao ok ha. Đây là nút start stop. Rồi bây giờ mình lấy một cái chương trình mẫu chạy Rodai tất cả ha, chạy Rodai ha. Ok, đây là bấm start nè, qua bấm auto này. Okay. Thay dao mình có G30. Đây là chương trình con G83. Rồi, giờ sẽ là Taro G84 theo QM29. Taro nhấp ha, nhấp theo quy. Đây là nút kẹp nhã thay dao tay ha. Muốn kẹp nhã thay dao tay thì mình phải chuyển qua chế độ jog. Đây chế độ jog đây. Đây chuyển qua chế độ jog thì mình mới bấm kẹp nhã này nó mới hiểu nha. Ok, thì dao của máy này có sử dụng khí ha. Còn muốn chạy handle, muốn chạy trục chính vậy thì chạy để chế độ jog nè. Bấm đây nó mới hiểu ha. Còn muốn tắt thì để handle tắt cũng được, jog tắt cũng được ha. Nhưng mà muốn chạy thì phải để chế độ jog chạy mới được. Rồi Taro xong thì nó sẽ thay dao và nó chạy helico ba trục đồng thời ha. Rồi trục chính đang chạy 4000, helico đồng thời ba trục nè. Rồi chạy sóng ốc á, đang chạy sóng ốc đồng thời ba trục. Rồi ok ha, để các chức năng đó hoàn thiện.
Đây. Sau khi chạy xong thì nó kết thúc về đầu chương trình. Còn muốn truyền chương trình vào thì đây cái cổng bên này. RS232 cổng này ha. Đây, ví dụ như bây giờ mình muốn kẹp nhãn thay dao ha, mình để đây. Để chế độ handle mình kẹp không được ha. Mình phải để chế độ gióc. Đây. Mình kẹp bây giờ. Ha, kẹp. Dạ ha. Rồi, mình để đập chính đây mình chạy tay ha, nó không cho chạy ha. Mình để chế độ gióc mình chạy thì nó lại cho chạy ha. Đó, đây chạy nó không chạy ha. Rồi, tay chạy. Nhưng mà mình để đây thì nó cho tắt thôi. Chứ cho không cho chạy. Để dốc nó mới cho ok. Còn bơm nước đây ha. Cái chức năng single lock 101 nè. Skip nè, đây lên nè. Cái này dốc fit, dốc chương trình. Rabbit đều nằm trong một cái fit này ha. Fitting nè, dốc nè, rabbit nè. Fit ray thì đều nằm hết trong một cái này ha.